Hôm qua gặp đó, ông chồng đó với hai bà cô giáo, nó có đứa bé 11, 14 tuổi, nó xuống chùa nó tu. Nó xuống đây gặp những đứa kia, những đứa á, nó xuống nó tu xong nó không chịu đi học, nó đòi đi tu. Nhỏ 14 tuổi mà nó lớn lắm. Rồi xong rồi đi lợ nói thì sao đó, dụ nhỏ. Rồi có hai bà cô nữa, đứa đó lợ đó. Nói nhỏ xong là kêu nhỏ về 2 ngày đi. Mình biết mà, thằng nít nó không biết thôi chứ mình nhìn cũng biết. Nít mà xử lý cái gì? Về 2 ngày đi, giải quyết xong trơn rồi đưa con lên. Mình nói cho bụng nó, mấy bà xạo quá. Trời ơi trời, mấy bà dụ con nít. Nhìn mấy bà tôi cũng biết, thôi kệ tùy duyên con đi. Con nít mà mình đi dính vô làm chi, thôi kệ nó, nó có đụng vô, hiểu không? Rồi xong rồi đưa nhỏ về cho nhỏ nhà luôn, không cho nhỏ đi. Rồi xong rồi ông cha lên rồi với hai bà cô giáo, nhìn thứ hỏi chú gặp có chuyện gì không? Bây giờ nhờ thầy điện thoại giùm, nói với nó vài câu cho nó đi học với thầy. Những đức nói này khó nói lắm. Tôi khuyên người ta đi tu, mà kêu tôi khuyên người ta đừng có đi tu. Việc này khó vô cùng. Bây giờ ông kêu người ta, tôi khuyên người ta đi tu, tôi là số 1. Từ khi người đó không có duyên thì thôi. Chứ ngoài ra tôi là số 1 khuyên người ta đi tu. Còn bây giờ ông kêu tôi khuyên người ta đừng có đi tu, người ta hỏi ngược lại sao thầy đi tu? Trả lời sao? Không có thông. Thấy không? Bây giờ con của ông nuôi nó mười mấy năm chờ, mà tại sao nó đòi đi theo những đức kỳ cục ý? Nó phải vui an lạc sao kỳ cục á? Nhiều cô mà đi theo những đức phụ nuôi với bà già 8 với 5 chưa về nhà, mà vui mập mạp, vui vẻ, khỏe mạnh, ngon lành nó. Còn mấy bà đi có chồng có 2 năm nó sơ sát mặt mày như cá thác lát, ghê không đó? Người ta phải cho người ta được cái sự gì đãi ngộ vui vẻ an lạc tốt đẹp, mà là pháp vị chứ không phải dùng thân xác của người ta, đúng không? Nên người ta mới thấy vui, ý nghĩa nuôi người già đồ đặc biệt, nó không ép bức người ta cái gì chứ á, nên người ta mới tự tại, người ta mới đi đó. Bây giờ kêu mà giờ điện thoại nói cho nó nghe, kêu nó đừng đi tu, đi học đi. Ừ. Còn hai bà cô giáo nói một câu, thầy ơi nó mới 14 tuổi, nó còn cái sự nghiệp cuộc đời lớn lao lắm thầy. Trong bụng mình nói, hai bà sự nghiệp làm sao? Ừ, hai bà sự nghiệp làm sao rồi trời, dạy học cũng te tua le lử luôn, rồi bây giờ phải chạy theo thành tích nữa, có đúng như lương tâm sư phạm của mình không? Hãy hỏi lại lương tâm mình đi. Tôi đừng có nói lớp 3 tôi không biết nghe. Tôi là chờ chăn mây gió tôi biết sạch nhất hết trơn á. Nó bao nhiêu lỗ chân lông trong người bị tôi còn biết, đừng nói chi mà quý vị nói mà chuyện chuyện đó. Trời ơi, hỏi là sự nghiệp cuộc đời quý vị đi. Nó đừng có nói chuyện đùa. Bây giờ chỉ một đứa con thôi, một người chồng thôi phải gánh vác cực khổ. Đó là sự nghiệp phải chọn hay sao? Tôi học lớp 3, sự nghiệp của tôi quý vị đang thấy đó, vô cùng là tự tại. Không thấy sao? Đúng không? Còn nuôi được 2.000 người nữa chứ. Còn Phật tử thì cả 1.000.000 người nữa, nó diện dẫn chơi hả chàng? Nó nên từ nơi đó thì thấy cái sự nghiệp này lớn lao chưa? Đức Thích Ca Mâu Ni lúc còn thái tử, vì sao cái sự nghiệp cung vàng điện ngọc ngài không chọn đi, mà ngài chọn là một vị tăng khổ hạnh đi vào trong rừng già để 6 năm khổ hạnh chi ạ? À? Tại vì ngài đã nhìn ra được sanh già bệnh chết, mà ngài mới chọn con đường giải thoát. Nên đó là sự nghiệp trí tuệ của Như Lai, hiểu không? Nó bây giờ mà gặp mà hai cô giáo đó, bây giờ nói làm chi? Hai cô không đủ bản lãnh này. Trời ơi, tôi muốn nói cho là phải hàng Phật tử này nè, người ta có bản lãnh để tiếp nhận. Còn hai cô chưa đủ bản lãnh này đâu, khoan hãy nói tư, thấy không? Khỏi cần nói câu gì chứ, chào mọi người tôi đi, không cần phải nói, đợi sau này có duyên nói hay hơn. Tại vì họ có tiếp nhận đâu, nói mắc câu nói, mất công độ duyên sau này. Độ người phải có duyên, người không có duyên đừng có nói, hiểu không? Nhìn qua nhìn hai bà cô giáo, tôi nói tôi nhìn hai bà là tôi biết sự nghiệp cỡ nào rồi đó. Hiểu không? Đó, hơi kệ, nếu mà họ được nghe thì họ nên suy nghĩ lại, hiểu không? Tôi thấy rõ ràng luôn,
Con bé đó nó đi học á, là nó có chừng nó ba trợn luôn. Thế thằng kinh nó đã yếu sẵn rồi, tôi nhìn nó tôi cũng biết. Mà vô chùa mình á là nó tỉnh rõ ràng lên, nó sáng rõ ràng lên luôn. Thì cha mẹ đều thương con, nhưng mà quý vị phải biết, từ khi con mình nó đòi đi làm gái á, thì mình cản. Nghe không? Đi quán bán quán bia ôm thì mình cản. Nhưng nó đòi đi tu nó còn hơn mình, nó cản gì? Đúng quý vị? Nó đi tu nó hơn mình. Quý vị nói một câu, quý vị nói một câu gì nè. Đi tu là tốt thầy, nhưng con sợ nó tu không hết cuộc đời. Ai biết được cuộc đời như thế nào mà đón trước được. Đúng không? Hai vợ chồng ông đến với nhau còn chưa hạnh phúc nữa, đừng nói chi mà cuộc đời, người ta mà ông đón được. Ai biết được ngày mai con người ta như thế nào? Rồi ông có chắc chắn nó học hết cuộc đời nó không? Rồi nó có thành đạt sự nghiệp học tập không? Thà ông để nó đi tu, nó nửa đường đi chăng nữa nó cũng lãnh ngộ được nửa đường đạo. Hiểu không? Nó đem nửa đường đạo nó áp dụng nửa đường đời, nó vẫn không tệ. Còn hơn bây giờ ông cản lại sao này, đâu thừa ông thì sao? Đâu thừa, tại do cha do mẹ mà con giờ con khổ. Mình sanh con mình không có sanh tấm lòng của con. Từ khi con mình đi làm bậy làm bạ thì mình cản nó, mình nói nó nghe. Còn nói nó không nghe thì thôi kệ mày, mày lớn mày quyết định, đúng không? Nó, con người ta bây giờ nó theo cái tư tưởng của phương Tây, nó 18 tuổi là không được câu thúc nó. Nó nên từ nơi đó mà nó muốn lập trường sớm. Mình cái gì hay thì mình học, cái gì được thì mình tiếp nhận. Chứ đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình là người có trình độ cao, mình không tiếp nhận cái người trình độ kém. Nó, có hôm qua có bà cô giáo nói là do cháu nó ảnh hưởng thầy. Tại vì thầy nói thầy đâu có học nhiều, mà thầy làm được nhiều việc gì nó nói với ba nó. Con học mà giết con căng thẳng thần kinh quá, con thấy thầy Đức sao lúc nào cũng vui, nên con không muốn học nhiều mà con nuôi bà già. Thấy không? Xong rồi Nhân Đức nói thì rõ ràng tôi sao tôi nói gì, ai ảnh hưởng tôi kệ người đó, nhưng ảnh hưởng tôi tốt có xấu đâu. Ảnh hưởng tôi tốt có xấu đâu, ai ảnh hưởng tôi thì người đó tốt. Tại vì sao? Người ta có khi một người cha mẹ mà người ta nuôi còn khó, còn tôi nuôi bao nhiêu người cha mẹ người ta là tốt chứ gì. Ảnh hưởng tôi điều này nó tốt. Còn bây giờ quý vị phiên một người niệm Phật còn được, sao tôi phiên quá trời nhiều người niệm Phật được? Tốt. Ừ không? Tôi tổ chức lễ với Quan Âm mấy chục ngàn người về lại Quan Âm. Tốt. Ảnh hưởng tôi đi. Ngày nào cũng thuyết pháp hai buổi cho người ta nghe. Tốt. Thấy chưa? Quá nhiều cái tốt ảnh hưởng đi. Sợ ảnh hưởng mà làm không được theo á. Chứ đừng có nói chuyện giỡn, muốn ảnh hưởng thì cố gắng mà làm. Nên quý vị biết rằng á, xong những đức nói á, bây giờ những đức hỏi hai cô. Hai cô thử ảnh hưởng những đức từng thôi. Một từng lễ thôi, không cần lâu. Thử từng đi. Nó là một đứa con nít mà nó đòi đi vô chùa tu. Nhiều đứa con nít mình bắt nó vô chùa nó cũng không vô nữa. Bắt nó vô chùa nó cũng vô, nó ngoài nó bấm điện thoại, nó đi chơi, nó quen bồ. Bây giờ tuổi của nó vậy mà đòi vô chùa tu, nó cắt tóc, nó đòi vô chùa tu, nó không xài điện thoại. Ở trong chùa bị khuôn khép ăn chay chơi vậy đó, nhưng mà chịu ở chùa. Bây giờ hai cô giáo vô chùa tu thương từng, nó dạ con vô không có được. Vô không được mà nó nói người ta gì. Còn ba vô chùa tu được không? Cũng không được luôn. Vậy nói làm chi? Rồi bây giờ cái sự nghiệp của ba vợ chồng hạnh phúc không? Cũng chưa chắc. Có khi nó cũng cầu nhau, có không? Ba nói có. Có. Nó, thấy không? Rồi á, bây giờ á, những đứa hỏi ba nè. Ba trình độ cao không? Cao. Vậy thì ba có dạy được đứa con này để nó theo hướng của ba không? Nó không được. Không được sao mà nói đây là sự nghiệp? Sao nói là sự nghiệp? Chùa 2000 người kìa. Tôi nói cái răm rắp kìa. Tôi không nói sự nghiệp gì hết á. Tôi nói được đó. Bây giờ tất cả mấy bà già tôi kêu nằm xuống. Là 1000 bà già nằm xuống sạch nhách luôn. Tôi kêu đứng lên, đã đứng lên. Kinh khủng không? Bây giờ những đứa kêu là Phật tử đưa tay lên. Thấy chưa? Rồi để tay xuống đi. Thấy chưa? Trời ơi, người ta đó. Sự nghiệp này mới là cao minh chứ.
Tại vì sao? Cho người ta sự an lạc nên ta thích. Nó nói chuyện đơn giản á. Hiểu không? Các vị thấy chưa? À, nên á, nhà Đức nói rằng những thanh niên á, mà mình mà lỡ dính vào tệ nạn xã hội quay đầu đi là sẽ là người tốt thôi. Ngày xưa đệ tử của Đức Phật á, con Vô Não, ổng cũng là bị dạy sai lầm. Ông Vô Não lịch sử kỹ ra là ổng phải ác đâu, mà ổng do ông thầy dạy ổng sai nên ổng ác, ổng giết người. Khi mà ổng giết quá nhiều người, đến lúc mà ổng muốn giết Phật, Phật quá độ ổng, Phật quá độ ổng, ổng quay đầu. Khi ổng quay đầu ổng làm tăng nghe quý vị, là ổng mi mặt tu ghê lắm, đặc biệt. Mà lúc đó nhà vua kéo quân đi tìm Vô Não, để bắt Vô Não. Mà đi đến tịnh xá đảnh lễ Phật, mà bước vô tịnh xá một phát, mà gặp có một vị tăng giảng pháp hay, cực kỳ hay. Thì ông nhà vua bước vô đảnh lễ Phật xong, nói là nguyện xin cúng dường hộ trì cho người này tu cả đời. Vị tăng này quá đặc biệt, thuyết pháp quá hay, dáng dốc lại mà gọi là nhìn mà hảo tướng đẹp. Giờ con đang đi tìm Vô Não để bắt nó, thằng này nó ác quá trời ác. Xong rồi Đức Phật nói, nếu như Vô Não mà đi tu vậy thì nhà vua nghĩ sao? Nếu mà Vô Não ác vậy mà nó đi tu thì con tha bổng luôn, con còn hộ trì nó cả đời cho nó tu. Dạ, giảng gì cho vị vậy nghe, dễ hiểu nghe. Ngồi tóm tắt nhưng nội dung là như vậy. Thì vị biết rằng là Đức Phật nói, ngài có biết vị tăng thuyết pháp nãy là ai không? Dạ ai vậy? Đức Thế Tôn. Vô Não đó. Ghê không? Vô Não xuất gia rồi, bây giờ là một vị tăng có giới đức, giảng pháp rất hay, rất là có hạnh nhãn đó. Vị thấy dưới cái giáo pháp của Đức Phật đâu phải là hoàn toàn ai cũng tốt không đâu, có những người lầm đường lạc lối. Nên Đức Phật mới nói hai hạng người mà Đức Phật đều tán thán. Một hạng người là cả đời tốt đẹp, một hạng người đã hư hỏng rồi mà quay đầu. Đức Phật nói quay đầu là bờ. Nên chúng ta có hư hỏng gì, phá thai nhiều lần hay tệ nạn xã hội, hút chích xì ke ma tí, quay đầu đi. Quay đầu đi là có cơ hội. Hồi xưa những Đức biết một cái chú này, ông chích xì ke 25 năm. Ghê thiệt, chích đến mức mà tay không còn cái gan nổi, không còn cái gan nào nổi. Có khi ông bị bệnh, ông lợi bác sĩ, bác sĩ dạch lên đó, sao cái tay ông này kỳ cục vậy trời, sao có cái gan nào để chích hết trơn vậy. Ông nói bác sĩ bơm thuốc cho tôi sẵn, đưa đi tôi chích chứ. Ông bóp mạnh một phát cái lòi gan lên, chích một phát. Bác sĩ nói bộ ông có học nghề y nữa. Nói là tôi học 25 năm. Kinh khủng không quý vị? Mà vừa chích xì ke mà vừa bán xì ke ở ngoài Lào Cai mà làm dữ dằn luôn. Vậy mà sau này có duyên tự nhiên gặp nhà Đức nói chuyện một buổi sáng hồi xưa trên kia, còn cư sĩ á, nói ầm ầm, ông nói thằng này được. Ông nói thằng này được, nói chuyện thẳng thắn được. Vậy mà từ những cái điều thẳng thắn đó, độ ông này, mà độ ông xong độ cả nhà ông, con đi tu hết luôn. Kinh khủng không? Sau này ông quay đầu niệm Phật, ông chỉ nghe lời mình Nhân Đức thôi, hoàn toàn chỉ nghe lời Nhân Đức thôi. Sau này khi ông gần chết á, Nhân Đức nói niệm Phật đi, đặng giảng sanh về thế giới của Phật. Tốt. Rồi anh em ta niệm Phật đó, chú có niệm Phật. Nó thường là Nhân Đức với ông như anh em huynh đệ vậy. Tại vì giang hồ mà. Vậy mà sau này ông quay đầu ông niệm Phật. Khi mà hộ niệm cho ông, Nhân Đức nói niệm Phật đi, niệm Phật sẽ được Phật rước về cực lạc hết khổ, nghe không? Ông chỉ nghe lời như thế thôi. Rồi là ông niệm Phật ra đi tự tại. Vợ giờ trong chùa tu luôn, hai đứa con đi tu hết luôn. Một mình ông độ hết gia đình. Thấy chưa? Đó. Từng nói với vợ và con nói một câu rằng, cứ học người này, chỉ người con trai lớn nhất học người này. Tuy người này nói chuyện thẳng thẳng như vậy mà học đi, nếu học sẽ làm được những việc quan trọng trong cuộc đời.
Tại vì họ là người lãng tử mà quý vị. Văn đã từng quá gia chạm xã hội, nên từ nơi đó họ nhìn ra được cái người sao để giúp họ. Mà mình thì khi gặp ổng gì mình không có cười chê ổng, mà mình nói ổng là ai cũng có cái sai, tôi cũng sai nè. Ngày xưa tôi cũng hư hỏng nè, mà tôi quay đầu được thì chú quay đầu được. Từ nơi đó mà quay đầu được. Giống như bây hổm như đứa gặp một cái chú trẻ trẻ cũng đẹp trai, cũng dính vô hút chích, sau này cũng bộ bỏ, buồn chán thấy ghê. Vì Đức nói đừng có buồn chán, người ta bỏ mình là đúng rồi. Gặp tôi là con gái tôi cũng bỏ ông nữa, ai mà đi lấy thằng si ke. Bây giờ ông sửa đi, ông quay đầu đi, làm lại cuộc đời có bản lãnh, quay đầu quyết định. Như Đức nói một câu, nhắc tới nhắc luôn, như Đức nói nè, thà lấy ra một năm để sửa sai mà ngước mặt nhìn đời vài chục năm còn hơn là vui chơi một năm mà cúi đầu mấy chục năm cuộc đời còn lại. Nói câu nhắc tới nhắc lui cho chú đâu nghe mấy lần luôn. Ông nói con hứa với thầy nhất định con bỏ được cái nghề xì ke. Những đứa nói xì ke này chưa chắc trường cai nghiện mà cai họ được đâu, tại vì chưa đổi tư tưởng cho họ. Muốn đổi được cho họ là phải nạp tư tưởng cho họ, một tư tưởng, một con người có tư tưởng. Nhờ cái tư tưởng này nó phấn đấu lên, khi nó bỏ được rồi là không bao giờ ai rủ nó được, không ai rủ nó được. Nhưng mà khi mà ngăn chặn nhất thờ, nhưng nó về nó gặp bạn bè rủ là nó chơi lại liền, chơi còn nặng đô hơn nữa. Nên con người mà muốn bỏ được xì ke này là con người phải có một tư tưởng cực kỳ mạnh, dùng cái tư tưởng để chế ngự cái thói hư tật xấu, thì tức khắc sau này trở thành người hoàn lương tốt đẹp, mà phải nhờ Phật pháp đẩy vào nữa nó thành công đó. Giờ chú này cũng đang ngồi đây đó, nên từ đó những đức giảng gì cho nghe để mà nhận thức, để mà mạnh dạn cố gắng quay đầu, quyết chí. Cái mà sửa sai là bản thân mình, hư cũng do mình mà tốt cũng do mình, ăn thua mình. Muốn tốt thì tốt, muốn hư hư, không ai ép mình được hết. Mình muốn tốt thì mình đi tốt, mình muốn hư thì mình đi hư à, vậy thôi. Trong cuộc đời này mình sống mình phải rõ ràng chứ, ai mà ép mình hư, ai mà ép mình tốt. Mình hãy nhận thức cái tốt và cái hư đi. Tốt thì mình sẽ tốt, hư thì mình sẽ hư. Nhận thức được, lỡ hư rồi thì bây giờ quay lại tốt chứ làm sao. Đúng quý vị. Đó. Có một anh này, anh tu Phật pháp mấy chục năm mà anh đi vòng vo tam quát, anh học quá trời học, cùng thờ Như Đức luôn, cùng thờ trước Như Đức thời gian vậy đó. Rồi xong hỏi anh đi thời gian lâu gì, anh được cái gì, học Phật pháp anh được cái gì, thì anh nói là không được một cái gì hết. Dù là văn tự hiểu rất nhiều, nhưng để áp dụng văn tự để không áp dụng được chỗ nào ra chỗ nào hết. Ông hỏi lại Những Đức, vậy thì thầy tu mười mấy năm nay thầy được cái gì? Những Đức nói tôi cũng không được cái gì hết, mà tôi được mấy ngàn bà già. Thấy không? Tại vì người ta nói người ta vậy thì mình nói mình cũng không được gì hết, nhưng mà mình được mấy ngàn bà già. Hiểu không? Nó quay nhìn mình lum lum. Vậy được mấy ngàn bà già là sao? Nói rằng tương lai tôi với anh cũng già, rồi tuổi già của tôi với anh đậu ở đâu? Bây giờ tôi được mấy ngàn bà già để tôi lo, là tôi đang chuẩn bị cái tuổi già tôi có chỗ đậu. Đúng không? Xong tự nghe nhận thức. Như vậy thì thầy tu làm sao? Nói, thì tu sửa thôi chứ tu làm sao. Ông hỏi niệm Phật như thế nào? Thì niệm Phật chứ niệm làm sao. Mà niệm Phật bằng cách nào để mau nhiếp tâm? Thì niệm Phật thôi là nhiếp tâm chứ làm sao. Chứ vậy tôi hỏi chú là chú niệm Phật nhiếp tâm bằng cách nào? Ông nói là phải câu Phật hiệu với nắm giữ hoài, không cho một vọng tưởng nào lọt vào. Ông nói vậy thì chú khổ quá, cứ ngồi mà giữ cửa. Còn tôi thì được thông dong tự tại vô cùng. Chú cứ ngồi để giữ cửa hoài vậy đó. Cái cửa bữa nay tay mình, ngày mai tay người kia, mà chú cứ ngồi đó sợ ăn trộm vô lấy, phiền quá. Cái pháp của Phật là cái pháp rộng tâm, ai muốn lấy pháp bao nhiêu đó thì lấy. Niệm Phật thì cứ niệm đi, thằng vọng tưởng nào bước vào thì cũng muốn niệm Phật,
thì mình cứ niệm Phật cho nó nghe. Thì sao chú không mở cái tâm ra nghe một phát một cái, trời trời trời, người ông giống như tỉnh ngộ quý vị ơi. Nói trời trời sao mà chú nói mấy cái câu này ở đâu vậy? Nói niệm Phật. Niệm Phật, phải không quý vị? Rất là nhiều người niệm Phật, đi làm người giữ cửa, cuối cùng giữ giết rồi ngủ gục tại chỗ luôn. Đơ. Còn mình là người niệm Phật là mở ra tâm lượng lớn. Thằng phiền não, thằng tham sân si đến, mình niệm Phật cho nó nghe. Mình đừng có giữ nó làm chi, mình đừng có đuổi nó làm gì. Tự mình đồng hóa nó để nó cùng với mình niệm Phật hay hơn. Đúng không? Nên tổ sư mới nói câu á là vọng tưởng nhiều cũng được, vọng tưởng ít cũng được, thiện niệm cũng được, ác niệm cũng được. Vì tâm lượng mở rộng ra cho thiện niệm, ác niệm đều vào để mà nghe câu Phật hiệu. Nhớ nha quý vị, nếu quý vị mà niệm Phật là người như vậy thì tâm lượng quý vị niệm rất sáng suốt, rất tỉnh táo. Niệm càng hứng thú, càng niệm càng vui. Còn nếu không thì quý vị cứ ai với đạo Phật, vọng tưởng đến hả? Ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Có những người mà niệm mà trợn mắt chu mỏ niệm, niệm kinh khủng lắm, niệm đến chi? Dùng câu Phật hiệu trong khi cái chữ Phật là chữ giác ngộ, mà dùng cái chữ Phật đè phục quýnh lộn với tá lả âm binh, tự nhiên đem Phật đi quýnh lộn tùm lum tùm la, đè người này đánh người nọ. Niệm Phật là niệm ra cái tâm giác ngộ. Đã là giác ngộ thì cứ lo mà niệm Phật, giống như người cấy lúa, cứ lo cấy lúa đi. Còn người mằng cỏ thì cứ lo mằng cỏ đi. Mình đang cấy lúa bên đây mà còn nhảy qua bên kia mằng cỏ, trong khi cấy lúa chưa xong mà nhảy qua mằng cỏ làm chi? Niệm Phật là gì? Là biết niệm Phật. Biết niệm Phật thì sao? Là niệm A Di Đà Phật. Tất cả việc gì cũng A Di Đà Phật, là biết niệm Phật. Niệm Phật là như vậy, chứ làm sao? Như lúc trước mình nhậu quá trời luôn, bây giờ mình niệm Phật thì mình nói nhậu nhiều cũng thấy đâu có lợi ích gì đó. Mình niệm giết rồi mình thấy mình nhậu có lợi ích gì thì mình bớt uống rượu, thì là niệm Phật. Rồi xong á, mình ngày xưa mình làm ăn, mình đi ra ngoài làm ăn, mình kiếm con này con kia, cuối cùng mình niệm Phật, chứ mình nói bây giờ mình đã có vợ rồi mà mình làm gì coi lương tâm coi không có được, mình niệm lên câu Phật hiệu, đó là biết niệm Phật. Biết niệm Phật rồi đó, đúng không? Nó lợi ích chưa đó. Còn ngày xưa mình là phụ nữ đi ra ngoài gặp đàn ông cái liếc mắt đưa tình đồ làm thấy ghê. Bây giờ niệm Phật giết rồi mình không có còn cái hành động đó nữa, thì đó là biết niệm Phật. Vì chữ Phật là chữ giác ngộ, nên trong mọi cảnh duyên bản thân mình phải giác ngộ. Tại vì mình vẫn còn sai nên mình phải niệm Phật. Mình niệm Phật để cảnh tỉnh mình, Phật là giác ngộ, nên cảnh tỉnh tâm mình giác ngộ là niệm Phật chứ gì. Đúng quý vị, niệm Phật là gì chứ niệm sao? Nếu Phật đã giác ngộ rồi không lẽ bị niệm Phật cho Phật nghe? Phật đâu cần nghe đâu, mà niệm cho mình nghe. Có cái bà kia bà thỉnh bộ tam thánh gì, bà nói dạ thưa thầy, thầy cố gắng sắp xếp thời gian, thầy đến nhà con để khai quan điểm nhãn cho Phật. Nhân Đức nói con mắt tôi còn thấy đường nữa, con người tôi còn tối tăm xám xịt đây mà khai quan điểm nhãn cho Phật. Bà nghĩ cái gì à? Bà kêu ai có bản lãnh đó thì làm đi, tôi không có bản lãnh đó đâu. Ồ thầy làm không được, tôi không có làm được. Bà coi nè, bây giờ cái tờ giấy gì đó tôi đã không thấy mấy bà rồi, có thấy ai đâu. Sao mà tôi điểm nhãn con người tôi mà còn lúc sáng lúc tối mà kêu khai quang? Thờ Phật á, là nhờ Phật khai quang điểm nhãn cho mình, vì mình là kẻ phàm phu tội lỗi. Đúng không? Trời ơi, phàm phu mà muốn khai quang điểm nhãn cho Phật sao làm được? Ví dụ như bây giờ đi, mình thờ Di Đà. A là Bô Di Đà là lượng, Phật là giác, là kêu mình giác ngộ nội tâm mình sai ác mình sửa lại. Quan Âm Bồ Tát là từ bi khoan dung tha thứ. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nhìn Bồ Tát Quán Thế Âm coi mình có từ bi hay không, là khai quan điểm nhãn sự ngu si của mình, hẹp hòi của mình, mà mở tâm từ bi ra. Nhìn Đại Thế Chí Bồ Tát coi cái hành động của mình từ xưa giờ áp dụng trong cuộc đời, cuộc sống, dụng tình hành sự thì là ngu si. Nhìn Đại Thế Chí Bồ Tát thì dạy mình là trí tuệ để áp dụng trong cuộc đời. Nó thờ Tây Phương Tam Thánh là để khai quan điểm nhãn cho mình,
chứ mình nào đi khai quang điểm nhãn cho Phật Bồ Tát. Quý vị hãy bình tĩnh mà suy nghĩ nghe. Còn gia đình mình thờ hoa cúng trái là hoa quả, có nghĩa là gieo nhân gặt quả. Ý nhắc cuộc đời mình mỗi lần lên bàn thờ mình lễ Phật nhìn hoa quả để nhắc mình. Nhân là gì? Nhân là hoa. Hoa tốt thì quả tốt, gieo nhân thiện thì quả thiện. Nên thờ hoa quả là một cái nền giáo dục về Phật Pháp, chứ không phải là Phật thích hoa, thích quả. Thấy không? Còn ly nước, nước là gì? Nước là thanh tịnh. Quý vị coi nước phải thanh tịnh không? Nước vào ly thì là ly nước, vào chai là chai nước, vào hầm là hầm nước, vào biển là biển nước. Nước có thể uống được, giúp cho mình đỡ khát. Nước cũng có thể tắm cho mình, nước cũng có thể rửa mông mình. Quý thấy không? Nước đều làm được hết, nên mới gọi là thanh tịnh. Nên từ nơi đó mà cúng nước để nhắc nhở chúng ta là phải giữ tâm thanh tịnh để học Phật. Mà thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là chuyện vui, chuyện buồn trong cuộc đời này, chuyện được, chuyện mất trong cuộc đời này, nó đều là nhân quả. Rồi có những việc của người ta mình không đụng vô được thì thôi, mình lo mình niệm Phật, đó là thanh tịnh đó. Hiểu không? Nên từ nơi đó sự trở ngại gì thì mình vẫn niệm Phật là thanh tịnh đó. Mấy vị thấy không? Mấy vị thấy cái nền gì, giáo dục trong Phật Pháp chưa? Cái này là chỉ là một số câu thôi mà mình học được nghe qua Hòa Thượng Tịnh Không giảng, chứ không phải tôi nói. Vì đừng có nói tôi sao ông thầy này, cái gì cũng biết hết trơn người ta. Tôi không biết, tôi nghe mà tôi nhớ. Tôi giảng để cho bị nghe thôi. Đúng không? Nói vậy đi cho nó chắc ăn, chứ không thôi người ta tưởng được mình là cao thủ. Mình bình thường tới cao thủ gì đâu. Không? Đó, mình học Phật mình phải có cái tâm đó đó. Khi mình nói cái văn tự gì là mình nói đây là của tổ sư. Cái đó là mình nghe được, chứ mình đừng có nói mình ra vẻ tự hào mình là người hiểu biết, rồi mình là Bồ Tát gì. Mình là cá thác lát đó chứ Bồ Tát. Không có gì đâu. Mình như vậy đi cả đời mình học Phật vậy nó im, nó thoải mái quý vị. Quý vị nhớ trong cái cuộc đời này thịnh si là lẽ thường tình. Thấy không? Nên những đức từng nói một câu nói như này nè: hại người oan uổng cho mình. Học Phật mười mấy năm hiểu rồi. Hại người oan uổng cho mình. Đức Thích Ca Mâu Ni từ đây đi đến đây 49 năm rồi đi nhập Niết Bàn. Trong khi Đức Phật đâu có cần nhập Niết Bàn, sống hoài cũng được mà đi nhập Niết Bàn chi ạ? Nhưng mà nhân duyên từ đây đi đến đây là phải nhập Niết Bàn. Vậy thì con người mình cũng vậy, từ đây mà đi đến đây thì xong việc. Giờ có hại họ thì cũng từ đây đi đến đây thôi. Oan uổng, oan uổng, oan uổng. Hiểu chưa? Nên thấy người ta giàu sang phú quý gì chắc chắn có thịnh có si, đừng bao giờ chù ẻo người ta. Nó ác nhưng mà nó giàu là do đời trước nó tu phước nhiều quá nên đời này nó giàu. Chứ mình đi nói một câu dùng cái thứ ác ôn mà ông chờ ông cũng nịnh thằng này nữa. Ác ôn mà sao nó giàu, nó còn trúng số nữa kìa trời. Còn nhà tôi nghèo mua vé số hoài chớ chúng. Mình nghèo là do trong mạng mình không có một cắt. Giống như ly nước này. Đúng không? Giống như ly nước này thôi. Bây giờ này ly nước này là cái phước. Cái phước đã có thì uống thì có nước thôi. Thấy chưa? Bây giờ mình vừa mua chiếc xe hơi không? Là nè. Uống một miếng nước là ý là xài miếng phước đó, là mua chiếc xe hơi. Nhưng mà mình thấy nước là phước của mình đã hụt miếng rồi. Nên mình đem nước này mình chia cho người khác dùng, để mình châm vào ly của mình đầy thêm khúc. Mình lấy nước này mình chia cho người ta là mình đang châm vào cái ly nước của mình. Mình lấy nước này mình chia cho người ta là mình châm vào cái ly này. Châm từ từ nó đầy cả ly luôn. Thì phước của mình xài đời đời kiếp kiếp cũng không hết. Hiểu chưa? Còn bây giờ mình cứ uống không à. Tiền của tao cho người khác, tao ngu gì? Tao thấy mẹ mày á ngu quá. Nhiều ông chồng nói mẹ mày có nghĩa là mẹ của mấy đứa nhỏ ngu quá. Mày có tiền mà mày cứ đưa cho mấy ông thầy chùa không à, thì ngu quá à, phải không? Tao xài cho nó ngon, ông còn có nhiêu nè, ông dứt cái nữa sạch nhất ly, ông không còn miếng nước nào hết trơn, ông còn miếng phước nào hết trơn. Rồi đến khi ông tả tơ te tu, ông cũng không có miếng nước uống, đến khi ông khát
còn miếng nào nữa đâu. Thì ông lại than than trách phận, than trách ông trời vì sao bắt công đối với tôi. Ông uống không mà bắt công cái gì, ông xài sạch nhách luôn à, còn miếng nào nữa đâu mà ông thịnh vượng. Còn cái bà kia, bà lại tu phước duyên, trong mạng của bà thiếu phước nhưng bà tu phước duyên, bà tăng lên, sau này tới tuổi già bà lại được người ta giúp đỡ lo âu cho bà, là vì cái phước bà tăng lên mới được người ta lo cho, hiểu chưa? Đó, nên rất là nhiều người trong cuộc đời này họ cứ nghĩ rằng mình cho người khác, mình giúp người khác là mình ngu. Bậy. Cho tôi, mình cho người khác, mình giúp người khác là đang tu phước cho mình đó. Những gì mình đến với người ta thiện tâm là mình sẽ được tốt, hiểu không? Các vị thấy nhà Đức ví dụ dễ hiểu không? Vừa dễ hiểu mà lại vừa được uống nước. Thấy chưa? Đây mới là cái môn giảng số 1. Chứ nếu mà như người ta bưng nước uống thì bình thường quá. À, hồi xưa nhà Đức coi Pháp Sư Ngộ Thông ngày giảng, ngày vừa giảng, ngày lấy nước đá, ngày nhai cục, ngày ăn. Còn bây giờ những Đức uống nước là có bài pháp, thấy không? Kinh nghiệm, bây giờ uống nước mà tính ra cái phước. Đó, thấy không? Cũng là bài pháp. Tôi đâu có muốn uống nước đâu. Cái gì lý luận Phật pháp mà tôi phải uống nước. Vì mọi người đó. Thấy không? Đó, quý vị thấy không? Quý vị thấy Phật pháp hay không? Cực kỳ hay luôn. Giảng một bài pháp thôi, ai mà nghe kỹ đi, nó thông tâm luôn. Cái vị không trách ai chứ. Trách mình là không có phước. Trách ai? Trách mình là không có phước. Mình được chồng thương quá trời, mà bây giờ nó lại thương con khác. Là vì cái tình thương giữa mình với nó chỉ có một đoạn đường này, một khúc thôi. Còn cái khúc sau này là nó phải dành cho con nhỏ khác. Mình đi kiếm con nhỏ khác, mình đánh ghen, mình mới là người dạy. Bình tĩnh đi mấy bà. Bình tĩnh đi. Tính ghen gì? Hiểu không? Đúng ra mình phải mua hồi nãy chuối là mình cúng nhỏ đó. Này em ơi em, chị bữa nay chị mua lại nãy chuối cúng em. Chào chào chị. Ảnh thương em. Chứ em không có ý gì đâu chị. Không, em đừng có hiểu lầm. Chị mua chuối cúng cho em là chị cảm ơn em. Thật sự với em, bao nhiêu năm nay cái bùi nhùi này chị xài cũng nhiều năm, nên chị cũng ngán lắm. Mà nếu mà bỏ đi thì vô tình vô nghĩa. Bữa nay em nhào vô em lụm cái bùi nhùi này, nên em chị mua cái nãy chuối lại chị cúng em là cảm ơn em. Em cố gắng trao chuốt cái bùi nhùi này của chị, để chị từ hôm nay có thời gian để đi chùa nghe em. À, là cảm ơn á. Cảm ơn á. Mình đâu có kêu người ta như vậy, mà người ta như vậy thì mình đi lụm về làm gì? Người ta đã vô tình vô nghĩa mà lụm gì làm chi? Mình thương vợ mình chân thật, mà vợ mình nó đi ra ngoài nó tầm bậy tầm bạ thì mình nói như thế nào? Em không đúng rồi, em không đặc biệt rồi, đúng không? Chứ làm gì mình đi buồn khi vợ mình nó bỏ mình, thấy không? Tại vì tại em. Nếu quý vị học Phật được cái thông tâm chỗ này thì đặc biệt quá. Thật sự mà nói cuộc đời cũng không trách ai. Trách ai? Trách nhân duyên số phận. Chứ sao? Trách nhân duyên số phận của con người đến với con người, nó chỉ có một khoảng đường vậy thôi. Có những người thì duyên nợ đi cả cuộc đời, có những người thì đi một đoạn ngắn mà thôi. Phải hiểu. Có cái bà kia chồng bà mới 45 tuổi chết queo, bà khóc quá trời khóc. Bà nói anh ơi anh, dù cỡ nào đi chăng nữa thì ai cũng sẽ chết, nhưng mà người ta 60 tuổi chết, vì sao anh mới có 45 tuổi là anh chết rồi anh? Thằng chồng nó nói, không lẽ tao bật vậy, tao nói cho mày nghe. Cái số mạng của tao đến với cõi đời này chỉ có 45 năm là tao phải chết. Bây giờ mày kêu tao ở lại cũng không được đâu mày ơi. Mày nên chấp nhận đi, mày muốn tao ở lại để phục vụ cái gì nữa? Tao phục vụ bao nhiêu đó đủ rồi, mày để tao đi đi. Mày nên niệm Phật mà đưa tiễn tao đi chứ mày kéo tao lại làm chi vậy mày?
được không? Số phận nó chỉ bao nhiêu thôi, sống lâu sống mau gì do số phận mà ra. Nó dù bây giờ ông đang những đức 42 tuổi, ngày mai chết, ngày mai tự nhiên đang giảng, ngày chủ nhật tự nhiên giảng xong ngồi chết queo, quy tự bu lại khóc quá trời, thầy ơi thầy 42 tuổi sao chết, tôi nghĩ thầy tôi qua trời ơi thầy, hôm qua còn nói vui quá mà giờ chết queo, hôm nãy còn cười quá cười mà sao cười sao chết queo luôn. Cái bà tầm bậy, tôi chết là lúc 42 tuổi tôi phải đi là tôi phải chết, còn nếu 70 tuổi tôi đi thì 70 tuổi tôi chết, chừng nào thọ mạng đến thì tôi phải đi thôi, chứ làm gì phải không? Thà sống trong khoảng thời gian còn ở bên nhau mà sống vui sống tốt còn hơn làm nhau đau khổ rồi chết đi khóc lóc kêu gào. Thế gian là nhiều vậy lắm. Bây giờ nghe đạo rồi còn sống bên nhau như nhiệt tình, hết mình với nhau đi, để mai mốt chết đừng có than thở, đúng không? Thường ưa than thở lắm, chết rồi đi than thở. Em ơi em, lúc em còn sống anh chưa có nhiệt tình hết lòng hết dạ với em, em bây giờ mà em sống lại đi anh sẽ hết lòng hết dạ. Nó mà ngồi vậy cho nó cắn mình mà chết, dùng cái thứ lựu đạn. Lúc tao còn sống thì bỏ bê tao kiếm con này con nọ, bây giờ tao chết rồi cái đầu nó nói gì, nó cô hồn nó đứng kế bên nó làm nè, mày ơi tao thứ dùng cái thứ hư tình giả ý, thấy chưa? Nó hận thù mà nó bóp cổ bị cho chết á, xạo. Nên lúc còn sống phải nhiệt tình với nhau đi, chết rồi thôi, cuộc đời đã sống rồi, nghe không? Đó, bị nghe không? Đúng không? Quá đúng luôn, quá đúng luôn. Hiểu không? Nó vậy cuộc đời này không có gì phải khổ hết trơn á. Nhớ nè, từ hôm nay nghe Phật pháp rồi không có khổ nữa. Khổ làm chi à? Khổ làm chi? Tôi nói cái đãi ngộ trong cái cuộc đời này nó không có ngon lành gì đâu. Hồi sáng á, nhà Đức giảng pháp hai bài, giảng hai bài pháp. Hồi lúc mà mới vừa bước lên giảng là nó đau bụng trước. Trong bụng mình nói, hồi mấy ông này ông vô rồi, mấy ông máy quay phim ông vô rồi, không lẽ giờ mình nói mình đi cầu thì kỳ quá, nó quá kỳ. Tự nhiên người ta vô quay phim tự nhiên nó đi cầu vô duyên ghê. Nói trong bụng mình nói bụng bụng cố gắng, cố gắng giảng hai bài pháp xong hả đi con. Lên mình giảng tờ ô tờ, giảng bài đầu còn gắng chịu được, giảng cái bài giảng cái bài thứ hai bị coi cái bài hồi sớm mà bài câu em Phật niệm đến cùng á, giảng bài thứ hai mà nó cứ nhóm lên vậy đó. Trời, đúng là mình nói cái đãi ngộ trong cái cõi đời này ghê thiệt. Mà giảng pháp là vô tông lắm, giảng sáng giảng dữ lắm, mà nó càng tới thì nó càng dữ dằn lên. Giống như mình thấy nó tới mà giờ đang lỡ đang giảng mình nói niệm Phật quá trời luôn, nó khi nó gần tới vậy đó nói giảng sanh luôn. Đức La giảng sanh nó chạy vô lại, nó ơi giảng sanh con giảng sanh. Rồi sau khi mình lo giảng giảng chút cái nó chạy ra cái mình mày giảng sanh nó được mà mình la cái nó chạy vô. Trời ơi, mình nói cho bụng đúng là ghê đấy. Vì nghe cái buổi giảng hồi sáng mà câu Phật niệm đến cùng đi, giảng thấy ghê lắm, quá đau bụng rồi, nó tới rồi, tới quá tới rồi. Bây giờ mình gán mà nói cho bụng mày cố gắng, bây giờ chỉ có giảng sanh mới được thôi, chứ mày mà giảng từ từ là mày chạy chắc luôn. Tới rồi mà thấy tới cái mông luôn rồi, mình dưới mình nói nè giảng sanh, mình la cái nó sợ nó chạy vô, nó tao nó thấy cái mò đều ổn á, được á, được. Nhưng mà làm nửa tiếng hồ ngon lành. Mà nói đúng là xong giảng xong, nhà Đức mới nói cho mấy chú quay phim, Đức nói cái đãi ngộ trong cái cõi đời này nguy hiểm lắm, chứ cực lạc là không có chuyện này. Nó cực lạc là giảng pháp không bao giờ có cái chuyện đau bụng đi cầu, không có. Nó bị thấy không? Thì đó mình nhìn cũng thấy cái cõi đời này có tác dụng phụ, đúng không? Tàu ơi, mà đúng là cái buổi giảng hồi sáng ghê thiệt. Vì nghe lỡ đi giảng tích tâm hừng hực, nhưng mà do tôi đau bụng quá, quá đau bụng rồi, thấy tới rồi tôi làm giảng sách, la lên cái nó chạy vô nghe. Đúng là nó cũng khôn thế ghê, biết sợ. Bởi vì không đơn giản chút nào.
Vì mấy ông thấy không? Bởi vì mình tu mình phải gặp sự cố, vậy đó mình mới thấy mình có cái tâm lực mình nói sao. Chứ gặp như người ta là bu miro chạy rồi. Nó bây giờ mình phải có chiêu mới, chiêu khác. Mình cứ la giảng sanh hoài. Tại bởi vì nhiều bà con tử sớm nói, ủa sao sớm thầy già giảng sao thấy, thấy thầy thẳng lưng thấy ghê. Chứ không thẳng lưng nó chạy ra là sao? Ở trời, thẳng lưng gì nè, thẳng lưng gì của mình thì giảng sanh nó chạy. Ơi, thì thấy chưa, kinh chưa? Thấy không? Mình gặp sự cố gì trong cuộc đời phải nói niệm Phật giảng sanh nghe chưa? Gặp sự cố gì là giảng sanh. À, giảng sanh làm gì đó. Nó nên á là gặp chồng đánh hay chồng chồng chửi giảng sanh. La vậy đó. Và tự nhiên cái tâm giảng sanh nó mạnh lên, nó đỡ buồn quý vị. Nghĩ tương lai Phật rước mình về cực lạc, nó giảng sanh. Cả mấy bà mà đẻ cũng vậy, đau bụng đẻ, khi đau bụng đẻ đó, dù niệm Quan Âm hay niệm Di Đà mà hơi dài quá mình nói giảng sanh là đứa con nó chạy cái tuột ra liền đó, chạy cái du ra luôn á, giảng sanh la một phát nó chạy ra luôn. Mà cái tâm lực đó nó mạnh lắm quý vị. Ô thấy chưa, không giảng mà nó ra luôn cái gì, phương pháp giảng nó ra luôn phương pháp, thấy chưa, có phương pháp rồi đó. Nên mai mốt mà mấy bà gặp độ mà mấy cái chuyện vậy đó giảng hết đó. Hiểu không, cứ làm vậy đi là nó dừng lại. Ồ ô xong hết trơn rồi, lột y áo đồ ra lia lịa, nói mấy chú bước ra bấm cửa giùm để tôi xử lý, xử lý vấn đề. Cái cõi này tuy là giải quyết lúc đó nhất thời nhưng nhất định phải xử lý là phải xử lý, thấy chưa, bởi cái cõi này là phải xử lý, thấy chưa, không thể nào mà dừng lại được đâu quý vị. Không có cái nghiệp gì mà dừng lại được trong cõi đời này, nó phải tuôn ra. Hiểu không, thấy rõ ràng chưa? À, Phật pháp đó quý vị thấy chưa? À, trong cõi này mà nói là không đụng nghiệp, không có chuyện đó đâu. Bạn có dằn lại nhất thời nhưng nó phải ra, chứ sao mà không ra, đúng quý vị? Đó, thấy chưa? Nó nên nhất định là trong cuộc đời này mình phải sống một ngày vui một ngày, sống một ngày vui một ngày. Bữa nay giảm sức mồ hôi luôn, sức mồ hôi hột luôn chứ không giỡn chơi đâu nghe. Ừ, giảm ợ luôn, tiêu hóa luôn, ghê không? Tại giảm dữ quá, mà nay cái buổi giảng này dữ dằn lắm đó quý vị, không đơn giản. Mình là người niệm Phật á, không có cần nói dòng do tâm quắc. Bữa đó gặp cái bà đó, mới gặp những đức, bà cũng nghe pháp mình, mà bà này chắc niệm Phật ít, niệm Phật ít á. Gặp nó nói nè, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, ngưỡng bái bạch trên và thượng viện chủ kế thầy Nhận Đức, cảm ơn trên và thượng xây chùa kế thầy hướng dẫn, kế đó các thầy các chú chăm sóc lo âu, kế đó các cô nhiệt tình giúp đỡ nấu ăn cho ăn, kế đó tất cả chúng sanh, rồi kế đó con cháu tùm lum tùm la phải nói tàu. Thôi cái bà này chắc chắn ít niệm Phật là chắc chắn luôn. Người niệm Phật ai nói dòng do tâm quắc chứ nhiều nó mệt thiệt. Nói nghe tùm lum tùm la. Bà cảm ơn chút tụi tự nhiên bà nói bà cảm ơn chút bà không biết đường ra. Cảm ơn chút mà không biết đường ra luôn. Kỳ cục hơn chứ. Tờ thôi bà nghĩ đi, người ta đứng sùm, ta chờ mà bà cảm ơn, mà bà cảm ơn không ra được. Bà cảm ơn vòng vòng chút ra không được luôn. Nó thấy vô tự bà cuốn mà vô cái sức hút. Rồi cuối cùng mà ra không được luôn, tại bà hại bà. Nói đơn giản thôi, con cảm ơn thầy. Trời ơi, nhờ từ cái niệm Phật nghe pháp thầy giảng mà giờ vui vẻ. Nên con rất là cảm ơn, vì thầy không biết lời nói nào để tả được cái sự cảm ơn đó. Thôi được rồi, con niệm Phật A Di Đà Phật. Đủ rồi. Nói một câu vậy là người ta đã hiểu rồi. Thấy không? Chứ ai đâu mà nghe gì tùm lum tùm la.
kéo dòng họ, dòng họ bên nội bên ngoại ra, cảm ơn. Nghe mệt xương gì đâu. Không, cái người niệm Phật như mình nó đã ít văn tự, nghe cái rình rà không nghe, nhức xương. Thấy không? Đó nên quý vị nghe rõ ràng, những đức nói rõ ràng đấy không? Những đức chỉ cần nhìn quý vị là biết quý vị cảm ơn bao nhiêu rồi. Tu người ta có tần số phù hợp, nó nhìn cái là ta biết rồi, cần gì nói nhiều chứ cho nó mệt thêm. Thấy không? Nó... rồi có những người mà gặp mà quỳ xuống, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó thôi bà đứng lên đi, lỡ Phật bà niệm Bổn Sư. Đúng không? Tôi đâu phải Bổn Sư đâu mà chấp quỳ xuống chi cho mang tội. Thế mai mốt tôi không giảng sanh, tôi quỳ thế mồ, thôi khỏi đi. Chuyện này tôi không dính vô. Mình thích vậy đó, thấy không? Nên mình ông thầy đơn giản mà, đơn giản như đang giỡn. Sống vậy đi. Thời cuộc đó, dòng do tam quắc hoài, nó tốn xăng dầu. Bây giờ xăng dầu nó lên giá quá trời. Dụng cụ mà xe cộ bây giờ phụ tùng nó cũng lên giá. Đừng có làm cho nó hao nhiên liệu, hao đồ đạc chạy xe. Cứ chạy ngay một điểm đi. Nghe không? Được rồi. Còn nơi nào người ta thích hao nhiên liệu thì lỡ đó. Còn riêng mình thì Ai Di Đà Phật. Ai Di Đà Phật được. Phật Nam Mô Ai Di Đà Phật được rồi. Xong. Đó, quý nhau nhiều thôi. Có cái bà kia mới lại mới gặp như thế. Mới đứng nhìn gì thôi nè. Xong cái khóc. Cái tự nhiên khóc mà. Bị gì vậy? Cỡ nào mà cũng nói vài câu đi. Cái bà mới thì nói quá trời luôn. Còn bà thì không nói câu nào chứ. Tự nhiên cái đầu lắc rồi cắn môi. Rồi khóc. Chắc bị ba trợn hay sao trời. À, đúng là chúng sanh nhiều căn tính. Còn mình cũng nhiều tính căn. Rõ ràng quý vị, gặp nhiều, nhiều lắm. Rất là nhiều người lạ kỳ trong cuộc đời. Đúng rồi, rõ ràng là nghiệp lực bất đồng. Sanh đến cõi này giống như bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Nhưng mà giảng sanh cực lạc thì hoàn toàn thiện. Căn tính bất đồng mà giảng sanh cực lạc thì hoàn toàn là thượng thiện. Đúng là bổ nguyện Di Đà thù thắng. Nên mới nói rằng là bổ nguyện tiếp giảng, mười niệm giảng sanh. Có nhiều người nói câu à, mười niệm giảng sanh, nói kiểu gì à? Niệm quá trời luôn, mười niệm giảng sanh. Mười niệm cuối đời á. Mười niệm cuối đời á. Còn bây giờ là niệm Phật là giống như là đưa lên đề học. Cái đề học á, mà Đức Thích Ca Mâu Ni á, Phật A Di Đà đưa lên cho bạn đọc á, là cái đề A Di Đà Phật. Bạn nói dễ thuộc lắm. Thuộc cấp kỳ, nghe qua một lần là thuộc rồi. Bạn thuộc đến khi cuối đời bạn mới cái kết luận để mà đậu cái trận thi này. À, bạn lúc bình thường gì nè, bạn thấy không? Bạn niệm Phật vậy đó mà có khi bạn cái này kia là bạn quên liền, thấy chưa? Là khi cặn tứ nghiệp là bạn mê nhiều nên bạn quên. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngày đưa cái đề thi này cho mình là niệm hoài, đọc hoài. Cứ Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, cứ nhớ là làm hoài vậy đó. Thiện niệm ác niệm gì cũng niệm Phật hoài vậy đó. Thiện niệm ác niệm gì cũng Ai Di Đà Phật hoài vậy đó. Chồng thương hay chồng đánh gì cũng Ai Di Đà Phật. Rồi vợ thương hay vợ đánh gì cũng Ai Di Đà Phật. Con có hiếu hay con bất hiếu cũng Ai Di Đà Phật. Khỏe mạnh hay bệnh đau gì cũng Ai Di Đà Phật. Cứ làm hoài vậy đó. Cái quan trọng bạn lên lớp được mà đậu được cái chặng thi này là cuối đời bạn niệm Phật. Từ 1 niệm đến 10 niệm. Cái này là cái quan trọng. Thầy trò gì cũng vậy chứ nha. Hiểu không? Tu lâu tu mau gì cũng quan trọng là ngay cái chỗ bạn cuối cùng bạn niệm Phật hay không. Cái này là cái quan trọng nè. Còn cuối cùng bạn không niệm Phật là bạn tiêu á. Bạn niệm Phật cả đời
mà bạn không gầy dựng tín nguyện, cuối đời bạn không niệm Phật thì cuối đời bạn mê. Dù bạn niệm cả đời nhưng cuối đời bạn mê, tại vì bạn không niệm Phật cuối cùng. Giống như bây giờ bạn làm đề thi quá trời luôn, nhưng mà cuối cùng khi nộp đề thi bạn không nộp, vì sao bạn đậu? Cái quan trọng là cuối cùng khi nộp đề bạn có nộp lên không, hiểu chưa? Còn mỗi ngày công hạnh gì lớn lao gì, cái chuyện là lúc hàng ngày bạn sống, hàng ngày bạn làm, hàng ngày bạn tu, đây là cái chuyện hàng ngày, là đi cái vòng vòng bên ngoài thôi. Còn cái kết luận cuối đời bạn mới là cái quan trọng để giải quyết vấn đề. 10 niệm này là 10 niệm cuối đời, không phải là xem thường 10 niệm này mà mỗi ngày lơ là niệm Phật, mà là phải tinh tấn siêng năng niệm Phật. Tuy 10 niệm nhưng phát tâm cả đời mà niệm. Nguyên lý đó là vậy đó. Rất là nhiều người họ có một quan niệm là cái công hạnh của họ ở cuộc đời này làm lớn quá là Phật rước. Bậy. Cái bổ nguyện tiếp dẫn đâu phải là công hạnh. Cái bổ nguyện tiếp dẫn là câu Phật hiệu. Nghe nè. Khi con thành Phật, có chúng sanh nào ở 10 phương cõi nghe được tên con. 10 phương cõi là bất cứ con người nào, mà nói là 10 phương là đại diện, chứ thật sự thì vô lượng cảnh giới. Bất cứ một chúng sanh nào ở quốc độ nào, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chờ người A-tu-la, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, khi nghe danh hiệu Phật là đều nằm trong cái vị trí chúng sanh. Nhớ nghe vị. Từ nơi đó mà chư Phật 10 phương cũng tán thán khuyên niệm Phật. Nên chúng sanh 10 phương nghe được tên con là tên A Di Đà Phật, chí tâm tin ưa. Cái quan trọng là chí tâm tin ưa này nè. Chí tâm là tín nguyện câu Phật hiệu này chân thật mà niệm. Tín ưa là càng niệm thấy càng thích. Vì thấy những đức giảng tịnh độ chưa? Tại sao ngày nào những đức cũng giảng câu Phật hiệu này? Có bao nhiêu người gặp những đức nói chưa? Có bao nhiêu người gặp những đức nói chưa quý vị? Họ nói câu gì quý vị biết không? Họ nói rằng sao thầy siêng gì? Sao ngày nào cũng giảng câu Phật hiệu siêng gì? Sao giảng cái khác? Cả trong mộng mà còn thấy có những con người đến, ủa sao giảng tịnh độ hoài à? Sao khuyên ta niệm Phật hoài à? Kinh khủng không? Nhưng Đức nói muốn giảng sanh không phiên niệm Phật chứ phiên cái gì? Bạn muốn đi Tây Ninh á thì bạn học nhiều thứ đi. Còn tôi muốn về Tây Phương nên tôi niệm Phật thôi à. Đúng không? Chưa giảng sanh về cực lạc mà bỏ câu Phật hiệu thì làm sao được giảng sanh? Mục tiêu chúng ta là cầu Phật tiếp dẫn. Mà bây giờ mình chưa giảng sanh về cực lạc mà học môn khác là bẻ qua đường khác rồi. Nên con đường đi về Tây Phương á là con đường A Di Đà Phật, là mình đi sẽ tới mục tiêu về cực lạc. Mình chưa về cực lạc mà kêu không giảng A Di Đà Phật, giảng cái gì? Nên trong cái cuộc đời này giảng tịnh độ không có ai giảng như mình hết chứ. Ngày nào mình cũng tán thán Di Đà mà mình làm mà được hoài, mà giảng Di Đà mà hưng hực. Cho quý vị biết nghe, quý vị mà giảng chuyên một câu A Di Đà Phật, giảng viết lên đô á. Giảng chứ giảng ghê lắm á. Không giỡn đâu. Đừng có nói đơn giản. Một câu A Di Đà Phật này mà vì mà niệm viết thì cái nghề gì vì cũng giỏi chứ. Nó lạ lắm. Cái đứa bé học không giỏi mà nó niệm Phật thử đi rồi biết. Năm nào nó cũng được điểm cao. Nó là cái dạng học sinh xuất sắc không đó. Kỳ cục vậy đó. Cái này tin 100%. Bây giờ quý vị coi những đức học cái gì, bây giờ cũng trở thành ông thầy giảng pháp cũng xuất sắc chứ giỡn đâu. Thì công nhận bây giờ những đức nổi tiếng bao giỡn hả? Trời ơi. Vẫn chơi. Hiểu không? Đó, câu A Di Đà Phật đó, nói chuyện giỡn. Quý vị kêu giải thích kỹ đi. Giải thích gì? Hành động làm quý vị nhìn rõ ràng đó. Việc người ta làm không chịu nhìn cái thực chất. Thí dụ như mình đến nước Nhật đi, người Nhật hỏi quý vị một câu: thành quả của anh như thế nào? Khi những đứa coi viên kháng Nhật á, trưởng quan đến hỏi: chẳng đánh này thành quả hay sao? Không cần hỏi cái gì khác, thành quả hay sao?
Nó bây giờ mười mấy năm nay tôi niệm Phật, mấy ông nhìn thành quả, thành quả cõi đời này đúng không? Còn tại vì tôi chưa về cực lạc, bây giờ mình chỉ tán tháng để mình về thôi. Còn ngoài ra, còn ở cõi đời mấy ông nhìn thành quả. Có người tôi ngày xưa thành quả gì? Ngày xưa tôi có làm được gì đâu, tôi còn làm phiền người khác. Bây giờ tôi làm được nhiều việc cho người ta, tôi nhờ có Phật hiện này là thành quả chứ gì. Hãy nhìn chỗ đó đó, đúng không? Bây giờ bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ, mấy ông biết rất là nhiều, nhưng cái thành quả mấy ông đi tu sao, mấy ông làm sao? Hãy nhìn cái thành quả lợi ích cho con người ta, vì Phật pháp là lợi ích con người. Nếu như mình làm việc lợi ích cho con người, vì cái thành quả tu là có kết quả, đúng không? Rồi thêm cái nữa, bị vui nữa, vui nữa đó. Nên cái câu Phật hiệu này nè, quý vị mới nhớ là cái câu chí tâm tin ưa này quan trọng lắm. Mình là làm cái chỗ chí tâm tin ưa này nè, nên ngày nào nhìn thấy cũng giảng niệm Phật là chí tâm tin ưa. Chứ gì, ưa là thích á, thích mới giảng hoài được câu Phật hiệu, đúng không? Nên mai mốt cái lớp đạo làm con đổi qua thành cái lớp gì phải không? Cái lớp A Di Đà Phật. Giờ muốn đào tạo đạo làm con khó lắm. Lớp A Di Đà Phật nó còn có thể làm con tốt. Bây giờ mà dạy nó làm con tốt khó lắm. Tại vì đa phần làm con có tốt, nên bây giờ bắt nó làm con tốt khó lắm quý vị. Hiểu không? Với đời chúng ta làm con cũng không được tốt gì mấy. Kêu con mà nó tốt với mình, điều này hơi khó quá trời luôn, đúng không? Thành cái lớp A Di Đà Phật đi, cái lớp học A Di Đà Phật đi, để cho dạy nó niệm Phật. Nó niệm Phật có khi nó chuyển nghiệp, nó chuyển nghiệp xong thì nó tốt với quý vị, nó hay hơn. Thôi thấy rồi, bởi vì mình càng suy nghĩ mình nói tại sao thờ mạt pháp. Mạt pháp có nghĩa là cái thời cuộc này văn tự không có dạy được con người ta thì mới nói mạt pháp. Thì suy nghĩ đi, nếu văn tự mà dạy được con người ta hoàn toàn tốt thì đâu phải gọi là mạt pháp, là chánh pháp. Mà thời cuộc này là niệm Phật mới dạy người ta tốt, ngộ lắm. Niệm Phật chứ là tốt à. Bây giờ nhà Đức nói với vị nghe, bây giờ vị điển hình chùa mình, cái nhân sự chùa mình không có tệ đâu nghe quý vị. Từ quý thầy quý chú quý cô chùa mình không có tệ đâu, mà họ dạy cái gì? Niệm Phật không á. Quý vị thấy quý vị đi đến chùa mình có ai xin tiền phải không? Có cái người nào mà trong chùa mình mà xin tiền phải không? Có xin đồ ăn không? Xin đồ bạn không? Xin kem phấn không? Không bao giờ nó có xin cái tầm bậy, đúng không? Rồi thêm một cái nữa, quý vị thấy họ lo cho quý vị có nhiệt tình không? Nhiệt tình mà, nhiệt tình mà nó lại không xin tiền. Quý vị thấy rõ ràng nó có gì ăn đem ra cho ăn hết trơn mà. Nó, nhưng mà mình đi đến nơi khác chưa chắc được như vậy. Mà trong khi nơi khác dạy còn nhiều hơn nơi mình. Nơi mình chỉ là khuyên niệm Phật không. Nó thấy rõ ràng không? Thì thấy rất là rõ ràng. Thì câu Phật hiệu này như Đức nhìn ra thù thắng. Mà chúng trong chùa mình đa phần người nào cũng vậy chứ. Nhìn coi vậy. Về cái việc mà oai nghi đồ này nọ họ không biết nhiều. Nhưng mà đối với lương tâm chân thật đến quý vị thì họ có cái chân thật. Những Đức nói với quý vị nghe chứ, tất cả sở học đều quy về chỗ nào chân thật. Thành quả là chân thật á. Cái chân thật là thành quả đó quý vị. Vậy mà lạ thay câu Phật hiệu này, chân thật niệm với có thành quả đó đó. Nên mỗi người quý vị nên siêng niệm Phật. Vì những Đức thấy được câu Phật hiệu này thù thắng quá, nên phải chí tâm tin ưa với câu Phật hiệu này. Có các căn lành, tâm tâm hồi hướng, ý là mình làm tất cả thiện căn, những việc tốt, bất cứ việc gì mình làm đều hồi hướng cầu sanh cực lạc. Chỉ có một cái cầu đi qua là cầu sanh cực lạc, đừng có đi nhiều cầu quá, hiểu không? Đừng có đi nhiều cầu quá. Nó nên mà khuyên mình là tất cả thiện căn nhân duyên đều là cầu sanh cực lạc, nguyện sanh nước con là nước A Di Đà Phật. Quý vị biết Phật A Di Đà ngày từ bi, vì sao ngày dùng cái chữ con này? Cái chữ con này sau này cho chúng ta cũng phát nguyện vậy luôn đó.
là khi chúng ta giảng sanh cũng phát nguyện Iran luôn, hiểu không? Bây giờ nhận đức thì xưng thầy được, không lẽ quý vị cũng xưng thầy? Cái văn tự nó không phù hợp nên sử dụng con. Cái danh từ con là ai cũng phát tâm được vậy chứ, là ai nghe qua cũng phát tâm được vậy. Cái quốc độ mình đều được như vậy, nên điều tất cả thiện duyên tốt đẹp đều quy về cái việc mà chúng ta đó là cầu sanh cực lạc, chứ không có cầu cái gì. Nhưng mà lạ thay, chỉ có cầu sanh cực lạc thì tất cả cái việc ở thế gian này nó tốt hết trơn. Chỉ cần quý vị mà phát nguyện cầu sanh cực lạc thì cái việc thế gian lạ lắm, nó tốt dữ lắm, mà phước báo công đức nó thù thắng dữ lắm. Nhưng mà có nhiều cái cầu thì lạ thay là nó có trở ngại, được không được tùy theo phước duyên mà nó sanh phiền não. Nên chỉ có đi một cái cầu thôi, là đi cái cầu qua cực lạc thôi là chắc nhất. Cái cầu này hay dữ lắm, quý vị mà đi tùm lum cầu coi chừng quý vị lạc cái cầu gặp bà Mạnh Bà, bà cho một chén cháo lú cái gớt đầy luôn, đừng nói chuyện dựng chơi, thấy không? Nên mình sống với vợ chồng con cháu mình biết rồi, đời này mình biết nhau, mình gặp nhau, nhưng mà đời sau sao mình biết nhau? Nếu mình không về cực lạc sao biết? Bây giờ mình muốn thương thân bằng quyến thuộc của mình vì mình phải về cực lạc mình mới biết họ đang ở đâu đó. Rồi mình ở đây mình học 100 năm đi chăng nữa mình giác ngộ được cái gì đâu đó. Những đức nghe một vị pháp sư bị tai nạn, dây nhợ để tùm lum trong người, hôm qua hôm kia gì mới rút dây ra chết queo, thấy chưa? Không lo niệm Phật đi, lo gì? Mười niệm Phật tiếp dẫn giảng sanh nè, không chịu lo bây giờ, để sau này cuối cuộc đời niệm câu Phật hiệu đi giảng sanh. Trời ơi, quý vị thấy không? Muôn kinh vạn luận, cuối cùng cái việc đề xướng là câu Phật hiệu. Bạn không niệm câu Phật hiệu thì muôn kinh vạn luận kia chỉ là chủng tử của pháp tự lực. Muôn kinh vạn luận là chủng tử của pháp tự lực, còn tính nguyện niệm Phật giảng sanh là pháp nhị lực. Không? Đã biết mình yếu, mình cũng như là cái thằng què vậy đó, mà ai cũng phải cần có cái gậy để chống. Bỏ gậy sao đi? Quý vị coi tất cả chúng ta như là thằng què vậy đó, đều là thằng què không à. Ý nói là phải nương vào cái gậy, mà cái gậy này là ai với Đà Phật. Mình có năng lực để đi, nhưng do mình què hết chân rồi, nếu mà không có cái gậy thì sao đi? Nên từ nơi đó mình á, mà muốn về cực lạc mà không nương ai với Đà Phật, vì ai dẫn mình về cực lạc? Ai dẫn mình về cực lạc đây? Trời ơi, tôn giả Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất kia, mà đo lường pháp âm của Phật, mà dùng thần thông bay đến cái quốc độ của Phật A Di Đà coi như thế nào, gì mà bay tới cái quốc độ của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai, chứ không thể nào thâm nhập vào thế giới cực lạc được. Muốn đến thế giới cực lạc là phải phát nguyện rồi niệm danh hiệu Phật, và Phật A Di Đà đến để tiếp dẫn bạn đi về cực lạc. Bậc Đại A La Hán người ta còn phải phát nguyện niệm Phật để mà Phật đến rước người ta đi về cực lạc, không chỉ là bản thân mình. Thôi, mình là thằng què, nói tôi á, thằng què, không có cây gậy của ai với Đạo Phật sao đi? Nó, quý vị ơi, mình biết thân phận mình đi quý vị à, đừng có nói nghe cái công hạnh gì nghe, giảng kinh thuyết pháp gì dữ dằn nghe. Bạn cuối đời không niệm Phật, bạn không cảm với bổn nguyện, mà bạn không cảm với bổn nguyện là bạn đơ đó. Tất cả những người tỉnh táo toàn là đa phần những người đều được Phật lực gia trì, được Phật lực gia hộ, được Phật phóng quang nhiếp thọ, nên người này mới tỉnh táo. Mà người muốn được Phật quang nhiếp thọ thì bạn phải niệm A Di Đà Phật. Trong bổ nguyện nói rõ ràng, quang minh Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Nên bạn niệm Phật thì cảm với quang minh soi gọi bao trùm bạn. Bạn đã bao trùm bạn rồi thì tất cả những quan gia chướng nạn sao mà đụng nổi ánh quang minh của Phật Di Đà. Ánh quang minh Phật A Di Đà bao trùm mà, hiểu không? Nên bạn có công hạnh lớn cỡ nào mà bạn không niệm Phật, bạn tu chưa đạt đến minh tâm kiến tánh thành Phật, thì bạn vẫn phải bị mê trong cái nghiệp chướng, vẫn bị câu thúc,
Vì bạn không nương vào bổn nguyện. Bạn niệm Phật mới có bổn nguyện, bạn niệm Phật mới được quang minh phổ chiếu. Bạn niệm Phật thì quang minh mới bao trùm. Mà quang minh bao trùm, bạn quang minh đã bao trùm người này rồi thì chằng cấu người này tự nhiên tiêu mất. Chằng là sự dính mắc, cấu là sự phiền não. Mà dính mắc phiền não đã tiêu diệt rồi thì còn cái gì trở ngại bạn? Nên thần thức bạn mới tỉnh táo, bạn mới niệm được câu Phật hiệu. Nên cái người trong chùa mình họ không biết gì mà tại sao họ tỉnh táo họ đi. Bé Liên Tịnh 11 tuổi vì sao nó đi thù thắng như vậy? Bạn phải biết chứ. Nó là cuối cùng niệm Phật. Còn cái bà cô mà cái bụng bự mới đưa lên đó, mới đưa lên bữa nay gần 40 mấy ngàn người ta coi. Cái vị coi cái bụng bự quá trời bự. Cái vị nghĩ bụng bự gì, đau cỡ nào. Mà người ta bình tĩnh, người ta thoải mái, người ta vui vẻ, người ta niệm Phật ghê không. Người ta không biết gì, người ta chỉ biết niệm Phật không à. Cái bụng bự vài bữa tôi làm ký sự mà cái bà tay bự cho vị coi. Cái tay bự dữ lắm. Bà nằm đó bà cứ niệm Phật vậy đó. Bà vui lắm. Vô gặp bà A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Bà cứ niệm vậy đó. Mà mặt bà vui lắm. Nó thấy chưa? Người ta không biết gì, người ta chỉ biết con câu Phật hiệu à. Bây giờ kêu người ta đừng có niệm Phật thì người ta hỏi mình niệm cái gì. Vì tôi đâu có biết cái gì đâu. Còn mình thì biết tùm lum. Nên cuối cùng mình buông câu Phật hiệu là mình niệm tùm lum. Cuối cùng cặn tử nghiệp. Mình không biết nghiêng chỗ nào luôn, mình nghiêng tàu lao. Cuối cùng mình nghiêng tàu lao thì thành tự lực. Mình nghiêng vào câu Phật hiệu thì thành nhị lực. Nhị lực thì có Phật Di Đà tiếp dẫn nhiếp thọ mình. Tỉnh táo niệm Phật được tiếp dẫn giảng sanh. Đúng không? Giảng rõ thấy ghê mà không chịu nghe. Đúng không? Giảng rõ ràng luôn còn gì nữa. Nên cái người mà khi mà mình làm công hạnh lớn, nhưng mà tại sao cuối cuộc đời mình bị mê? Là vì mình nghiêng nhiều môn, mình học nhiều thứ, mình biết nhiều quá, mình làm nhiều pháp hội. Cuối cùng mình dính pháp hội nào? Còn người ta không biết cái gì chứ, người ta chỉ có một cái pháp hội, là pháp hội ai với Đạo Phật. Nên bị được nhiếp thọ à. Thấy chưa? Thì ngồi suy nghĩ đi đó. Nên những người mà tu tịnh độ á, gác chân lên chán suy nghĩ. Ba trợn gì mà giảng gì đó, con suy nghĩ đi nghe. Tại vì sao? Vì tôi nghiêng về câu ai với Đạo Phật hồi xưa tới giờ nó mới giảng ra. Nó nếu mà giờ tôi lôi kinh giáo tùm lum để tôi phân tách vậy rồi nó nhiều quá. Tôi lấy bổ nguyện thứ 18 để giảng hoài, vì cả đời chúng ta phải nghiêng vào bổ nguyện thứ 18. Thấy không? Nên nó khuyên mình là tất cả công hạnh gì cũng phải niệm Phật rồi cầu sanh cực lạc. Thấy không? Dù chỉ 10 niệm đều được sanh về đó. Dù chỉ 10 niệm là cặn tử nghiệp, thọ mạng đến, cứ gần chết chỉ cần A Di Đà Phật. Phật rước rồi. Từ 1 niệm đến 10 niệm. Thế mà cuối cùng bạn niệm câu Phật hiệu để bạn đi, Phật rước tiêu rồi. Đó, còn cái này cuối cùng bạn không có niệm. Bạn không có niệm, dây nhợ tùm lum trong người bạn. Cái này vẫn nằm trong vị trí vãng sanh, nhưng á, nếu trong tâm bạn, nếu ngoài ở bên ngoài nó hư hoàn toàn, nhưng trong tâm bạn hoàn toàn tỉnh thì cái chuyện này giảng sanh nghe. Cái này giảng là giảng sanh chứ không phải không giảng sanh. Nhưng mình không biết, không biết mình có giảng sanh hay không. Vì, và người thế gian nhìn thì mất tính tâm. Tại vì cả đời bạn làm như vậy mà bạn cuối cùng bạn không có cái gì để lại cho nó đặc sắc. Nó giống như bé Liên Tịnh. Nó là tiêu chuẩn niệm Phật giảng sanh. Cái lúc mà nó gần mắt nó còn nửa tháng nữa, nhà Đức lấy cái dữ liệu nó liền. Cái bữa đó là nó yếu, nó gằn mắt, lấy dữ liệu quay lại để sẵn. Nhà Đức kêu Tâm Nhiên đừng bỏ lên mạng, để nó đi. Khi cháu mắt đưa lên cái để cho mỗi người, người ta có một cái gì đó đặc biệt của cháu này. Mà người ta là tiêu chuẩn niệm Phật rõ ràng. Nên tôi vì người ta mà tôi làm gì, thấy chưa? Nó không phải là cái gì tôi nói thẳng, tôi làm gì tôi nói rõ ràng hết trơn. Người ta niệm Phật rõ ràng tiêu chuẩn mà. Cái bữa mà nói chuyện Nhà Đức, cái bữa cuối cùng mà nó đi đó, là bữa đó Nhà Đức lại không quay được. Vì bữa đó chú Tâm Nhiên đi đâu không quay được, cái đúng ra nói chuyện ngon lành bữa cuối cùng luôn không quay, nhờ cái dữ liệu kia mà lấy lại. Cuối cùng bé có cái dữ liệu để lưu danh hậu thế. Thấy không? Nên cuộc đời con người phải đặc biệt vậy đó. Nếu như mà bản thân của mình mà không được như Hòa Thượng Ái Hiền đi, đệ tử người ta thấy chưa, quý vị thấy đệ tử người ta đặc biệt không? Đệ tử người ta ghi là quyển sách của Hòa Thượng Ái Hiền mà bây giờ mở rộng khắp nơi nơi toàn thế giới luôn. Trong khi Ngài không có nhiều nhiều cái bài pháp
Nhưng mà chỉ có vài công đoạn của Ngài thôi mà người ta ghi chép lại. Ta ghi lại thôi. Vì thấy thành công kinh khủng không? Nó. Nên từ nơi đó quý vị thấy rằng cái quan trọng là cái kết luận cuộc đời quan trọng lắm. Nên mỗi một con người chúng ta phải nhớ cái chỗ này. Nên dù chỉ 10 niệm cũng được sanh về, nên phải nghiêng về cái bổn nguyện niệm Phật. Chỉ trừ hạng người phỉ báng chánh pháp phạm năm tội nghịch là những người không niệm Phật. Bây giờ thí dụ như bây giờ trừ người phỉ báng chánh pháp phạm năm tội nghịch à. Bây giờ chúng ta nói gom lại một câu dễ hiểu nhất là trừ những người không niệm Phật, đúng không? Không được giảng sanh thôi, chứ cái người niệm Phật thì nhất định giảng sanh. Bây giờ Như Đức hỏi tất cả quý vị luôn nè. Bây giờ tất cả chúng ta bây giờ mỗi ngày niệm Phật nghe pháp, Như Đức hỏi quý vị còn tạo tội không? Đừng có nói ai mà nói cái câu là tôi không tạo tội. Vì cái câu của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, Ngài dạy quý vị thấy không? Tính ra gần 1000 năm để lại cái câu đó, quyển sách mỏng. Mà càng đọc tới thì càng thấy thầu thầu xong rồi. Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân này đúng là Đại Thế Chí Bồ Tát Quá Thân. Kinh quá. Những cái văn tự để lại mà đúng là cho người sau có cơ hội luôn. Ghê thiệt. Nói một câu rằng thân đang còn tạo tội, tâm vẫn còn nghĩ ác, nhưng vẫn tin con niệm Phật, Phật luôn. Phật A-di-đà, Ngài có một cái năng lực đặc biệt mà mười phương chư Phật phải tán thán. Riêng tất cả những cái quốc độ của chư Phật khác, con người phải hoàn toàn sạch sẽ thì mới đưa về quốc độ đó. Nhưng chỉ có một thế giới Cực Lạc, năng lực của Đức Phật A-di-đà có thể đưa một chúng sanh còn tội nghiệp về Cực Lạc và đưa vào vị trí của Tây Phương, thì đồng hóa thành người thiện. Kinh thiệt. Bởi vì mười phương chư Phật nó bái phục Phật A Di Đà là số 1. Tại vì quốc độ của chư Phật nào cũng đều phải tiêu nghiệp sạch sành sanh rồi mới rước về, mới đưa về cái quốc độ của họ để ở cùng chung. Còn riêng thế giới Cực Lạc, Phật A Di Đà ngày chỉ cần người đó niệm Phật. Nhưng những Đức nói cho vị nghe cái câu này hay lắm nè. Vì chính chúng ta còn tạo tội nghiệp từ thân tâm, khẩu ý. Nhưng mà quý vị lại là người niệm Phật muốn sanh Cực Lạc. Nên Ấn Tổ Ngài nói câu á, niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Mà cái câu kế mới hay nè, lâu dài mới chuyển được phàm tâm. Nghe không? Đó 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 đó. Còn nếu như bây giờ quý vị nói rằng tội nghiệp nặng nề, tạo tội nghiệp nhiều thứ, niệm Phật không giảng sanh, bị đoạn duyên người ta niệm Phật. Người ta thấy người ta niệm Phật ta không có kết quả gì chứ, niệm chi? Thì người ta nghĩ niệm Phật. Người ta nghĩ niệm Phật thì sao có cơ hội? Đúng là bậc trí tuệ, người ta cho mình cơ hội, rồi mình niệm giết rồi mình thấy bản thân mình là người muốn về Cực Lạc. Không lẽ mình đi chửi cha mắng mẹ? Bản thân mình muốn về Cực Lạc, không lẽ bây giờ mình đi gạt chồng mình đi kiếm thằng khác? Mình gạt vợ mình đi kiếm con khác? Cái lương tâm này có thì sao được? Mình muốn giảng sanh mà. Mình niệm Phật giết nó sanh cái tâm Phật. Mà khi sanh cái tâm Phật thì nó đoạn cái tâm ác. Cho người ta cơ hội người ta niệm Phật, để người ta đoạn ác phát thiện là có thời gian. Thì thấy không? Nên nhiều người giảng pháp rất thật, nhưng tại sao quý vị bỏ tu? Vì quý vị thấy quý vị không có cơ hội. Họ giảng rất là thật, nhưng quý vị thấy mình không có cơ hội thì tu làm chi? Thấy mình tiêu rồi. Còn bổ nguyện của Di Đà rõ ràng, quý vị còn phân tách gì cho nó nhiều. Phật nói bạn chỉ cần trí tâm tin đưa niệm danh hiệu ta. Phật đâu có nói rằng phải tiêu nghiệp sạch sành sanh. Chỉ cần bạn tin bạn niệm Phật là Phật rước bạn. Dù hiện tại bạn còn sai, nhưng tôi vẫn niệm Phật. Mình nói rằng Phật ơi, con ở cõi này mà kêu con không sai con không làm được. Trước mặt con kìa, nó cứ là nó làm đủ trò kìa, nó kênh với con kìa Phật. Hồi chi nó kênh vài ba lần nó nghỉ kênh, nó kênh hoài. Con cũng nhịn chồng con lắm đó Phật, nhưng mà nó nhậu gì nó chửi hoài. Nó lôi này ra cái kia nó chửi, nó chửi này chửi kia chửi nọ.
Nó chửi xong con im gu cái nó lợ nó xử lý con. Nó làm đủ cách. Cuối cùng con tức quá con phải ra miệng. Bây giờ Phật nói mày chỉ cần ra miệng là tao không rước mày. Vì là Phật thiếu từ bi quá. Con chỉ cần bực cái là Phật không rước con. Trong khi cái cõi này là cái cõi mà nó quá khứ, là tội lỗi từ nhân bên ngoài, từ nhân bên trong, nó đầy. Mà Phật kêu con không khởi tâm xấu, làm sao con làm được điều này Phật? Nếu mà Phật mà đưa lên vậy thì kể như chúng con tiêu của điều hết, đúng không? Thì coi suy nghĩ coi đúng không? Cả tu những đức có khi cũng phải tạo tội nghiệp. Sao không tạo tội nghiệp? Có cô kia cũng hỏi thầy tu vậy thầy muốn giảng sanh gì? Mà đứa con gái đẹp nó đứng trước mặt thầy, thầy có khởi tâm không? Hỏi ngược lại, bà thấy đẹp bà khởi tâm không? Nói, không, con là cư sĩ khác. Cư sĩ gì? Bà cạo đầu cái đi rồi bà cũng giống người xuất gia thôi. Nhưng cái tâm của bà và tâm của tôi nó không có khác. Đã là cái tâm con người mang cái tâm của cõi dục, từ mắt, rồi thân khẩu ý, nó đều là những cái con người tạo nghiệp nó mới sanh đến cái cõi đời này. Trước mặt mà bà thấy đẹp mà bà không thích, nhưng mà bà là người tu thì bà thích, nhưng mà bà hiểu nó nguyên lý của cái thích, chứ làm gì bà không thích. Nếu bà không biết nó đẹp hay xấu, bộ tu khùng hay sao? Tu giết là khùng hả? Người ta tu giết người ta nhìn đẹp xấu nó còn sâu sắc hơn người đời nữa. Ta nhìn nó thật hơn, chứ làm gì mà không biết đẹp xấu. Nó vậy thì nếu mà như vậy thì thầy phải nhắm mắt lại. Nó ngu gì nhắm mắt? Bộ tu giết người ngu hả? Thấy đẹp mà kêu nhắm mắt. Bộ nhắm mắt để cho mình thằng khác nhìn hả? Tu giết bộ ba trợn hay sao kỳ cục ghê. Hiểu không? Bà nhìn cho rõ ràng đi, để bà biết được nó đẹp làm sao, để rồi bản thân của bà nhìn nó có thật không, để bà buông xuống. Nhìn thấu là làm sao nhìn thấu? Nhìn thấu là nhìn thấy á. Phải không? Không thấy thì sao buông? Vì mù mờ thì sao buông? Vậy Đức hỏi với vị á, người mù mờ thì sao buông? Quý vị coi Đức Thích Ca Mâu Ni, vì sao Ngài thị hiện Ngài có gia đình? Sao Ngài không thị hiện Ngài đi tu luôn đi? Mà thị hiện phải có gia đình. Dù là trong cái chuyện có gia đình đó lịch sử ghi đa dạng, nhưng mà cũng là có gia đình, rồi có con. Dù là có con như bằng cách nào cái chuyện đó. Ví dụ vua Tịnh Phạn nói rằng, nếu muốn đi tu thì để là cho ta một đứa con rồi mới đi tu. Thì Thái tử Tất Đạt Đa có những lịch sử ghi lại rằng, rồi nàng đã có con rồi đó, thì tự nhiên có con. Cái chuyện này thì nó quá quyền bí, nhưng lịch sử thì lịch sử, nhưng mà phải xác thực, để cho con người đời sau nó xác thực, chứ đâu có thể nào quá quyền bí quý vị. Hiểu không? Chúng ta kính nể Phật, nhưng chúng ta phải biết Phật trong ngũ dục lục trần mà Phật thoát ra. Hiểu chưa? Thấy rõ ràng vậy chứ. Ví dụ như tại sao mà Đức Phật không sanh vào một gia đình nghèo nàn để đi tu đi, mà sao Đức Phật đi sanh vào một gia đình hoàng cung giàu sang? Vì ngũ dục lục trần đầy đủ, rồi nữ sắc bên cạnh đầy. Bao nhiêu người mà thích Thái tử chưa, đúng không? Nhưng mà Ngài thoát ra, Ngài đi tu mới cao minh. Hiểu chưa? Đó, đó mới cao minh. Còn nếu như bây giờ Thái tử nhà nghèo quá đi tu, nó tại vì ông nghèo quá ông đi tu. Như những đức nghèo gì nói gì giờ? Nghèo sơ nghèo xác, nghèo không có một cọng rác. Tôi ngày xưa tôi uống cao, tôi mà có tiền một phát nghe là tôi phải đi chơi, tôi phải hưởng thụ. Bây giờ nhiều người Phật tử cúng dường cho tôi có hưởng thụ gì đâu. Ngày tôi ăn chay, tôi chưa từng bao giờ nói tôi ăn đồ ăn khác. Nước ngọt tôi không uống, kem tôi không ăn. Nhiều thứ đồ tôi không có ăn, thì tôi chỉ có ăn cơm không à. Nuôi tôi dễ lắm, chỉ có 3 bữa cơm à. Rồi là xong, trời ơi. Vậy thì quý vị nghĩ thì Phật Pháp đặc biệt không? Trong khi tôi ngày xưa là người biết hưởng thụ nè. Trên thành phố thì tôi làm không được nhiều tiền nha. Tôi nói thiệt, tôi có tiền là tôi xài hết á. Có tiền bao nhiêu chơi hết bao nhiêu đó. Tôi thích, tôi hưởng thụ lắm. Thì con người này nếu mà tiền vô tay họ thì họ chơi cỡ nào chưa. Vậy mà bây giờ tôi dùng tiền tôi đi cho người mù, tôi dùng tiền tôi nuôi người già, tôi dùng tiền để tôi mong tôi xây cái nhà cho mấy bà già ở.
Vậy thì quý vị thấy Phật pháp hay chưa? Đúng không? Nên khi người ta giảng mình phải nghe cho kỹ nghe, chứ mình đừng có thấy người ta nói mấy câu thô thô cái mình đánh giá. Có khi thô mà nó đột cái thô của mình làm sao? Đúng không? Đó. Nên mình có tất cả, mình chơi tất cả, người ta có tất cả, người ta làm gì cho chúng sanh tất cả. Việc này nó khác nhau chứ. Đúng không? Bây giờ vì coi chúng 2.000 người vì nói đơn giản lắm hả? Mỗi ngày phải lo cho 2.000 người vì nói đơn giản sao? Ngày xưa tôi nói một con vợ tôi lo chưa xong, chứ đừng nói tôi lo cho 2.000 người. Đúng không? Nó bao nhiêu con người ngồi nghe gì đâu có đơn giản. Người trong đây cũng có nhiều người ta thông minh chứ. Nên mình khi nghe pháp mình bình tĩnh, mình phải nhìn cái lượng người nghe đông, chắc chắn ông thầy này phải có cái môn gì mà được lợi ích nè, nên người ta mới theo, người ta nghe đông, chắc chắn nó có cái hay gì. Nhưng mà cái hay của Phật pháp quý vị phải nhìn sâu sắc. Cái hay của nó là nó phải đi sâu vào trọng tâm của cái chuyện tu giải thoát. Hiểu chưa? Có những người họ cũng nói hay lắm, nhưng quý vị nhớ rằng con người mình nhìn được cái trạng thái khi chơi với một người. Khi quý vị tu từ từ, quý vị sẽ có một cái góc độ rất sâu sắc về nội tâm. Quý vị vừa nhìn người đó là quý vị biết liền. Người này là văn tự trao chuốt nè. Người này là chắc thật nè. Người này là tuy miệng nói hô hà nhưng tâm được nè. Người này tuy miệng nói ngọt mà tâm xấu nè. Nhìn ra liền quý vị tu giết lục căn quý vị phát triển đó. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nó quý vị thấy người đàn ông người ta nói chuyện mà ta hả cái họng ra to là không tệ đâu. Ôi trời, quý vị thấy không có tệ. Tại vì cỡ nào nó cũng chơi trước mặt, nó không chọt sau lưng. Còn mấy cái tên không hả hàm răng là nó chơi sau lưng, nó giữ lại, nó ép sau lưng, nó đẩy tới. Nên từ nơi đó phải nhìn ra con người để mình chơi với một con người. Tôi cái gì chứ, cỡ nào cỡ chứ, tôi cũng thích như là cái dạng như anh hùng Lưu Sơn Bạc phải là Tống Giang. Tôi thích những con người vậy đó. Những con người mà ít gì nó cũng phải có tư tưởng, có nghĩa khí sống trong cuộc đời. Thấy không? Cuộc đời con người mấy chục năm mà quý vị ô. Mấy chục năm ngắn ngủi thôi. Chúng ta tạo được cái tình người đó là quá quý rồi. Tiền bạc vật chất có cầm theo đâu. Nhưng gieo duyên với bao nhiêu con người thiện tâm gì, khi cuộc đời mình chết đi tái sinh lại vẫn gặp những thiện nhân đến với mình, vẫn là ý nghĩa trong cuộc đời hơn. Những đức nói người trí gieo duyên ngay chỗ nào, nhân sinh. Người trí gieo duyên nhân sinh. Nhân là con người, là mình phải gieo duyên con người cho thiện cho tốt, để đời đời kiếp kiếp gặp nhau đều là những thiện nhân gặp nhau. Ý nghĩa hơn quý vị à. Chứ nếu như mà có nghĩa là mình trọng tiền mà khinh đạo nghĩa thì thua. Con người sống cỡ nào cỡ quý vị phải trọng nghĩa. Tiền tài nó là giặc ngoài thân. Mình trọng nghĩa là trọng người, thương yêu người, dùng tiền bạc để lo cho con người. Người như vậy mới đặc sắc. Nhớ nè, muốn làm việc lớn trong cuộc đời thì phải dùng tiền lo cho con người. Càng dùng tiền lo cho con người thì càng làm việc lớn. Vì sự thành công của con người ở trong cuộc đời này là phải có con người bên cạnh. Chứ không ai đi theo quý vị làm sao quý vị thành công. Nhưng con người ai mà không thích cái cuộc sống đầy đủ ổn định. Quý vị bỏ đói bỏ khát người ta ai theo quý vị. Nếu như thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà ngài nói rằng: này tất cả chúng sinh, khi về quốc độ của ta phải đi xin ăn. Quốc độ của ta hầm hố, chúng sinh đói khát, xì ke ma thi đầy. Nên các người nên về quốc độ của ta để hỗ trợ ta một tay. Dạ con chào Phật, bye bye. Thầu hổ. Ở cái cõi này cổ muốn chết mà còn về cái quốc độ của Phật mà phải đi xin ăn nữa, trời ơi trời. Mà gặp toàn thì ke ma tí thì không. Thôi 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 con không về đâu Phật ơi.
Nhưng mà này Phật A Di Đà, ngày phô diễn từ kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, quán kinh Vô Lượng Thọ, cái quốc độ của ta đãi ngộ tốt, cái gì cũng tốt, nên mới nói là cực lạc. Ngồi cũng tốt, mà đứng cũng tốt, mà đi cũng tốt, mà nằm cũng tốt, độ sanh cũng tốt, có người tốt, không già, không bệnh, không chết, ai cũng tốt. Sự đãi ngộ của cực lạc hoàn toàn tốt, không có cái gì xấu hết trơn. Bây giờ vậy vì chúng ta đọc 12 lời đại nguyện nghe, để người sống người mắc gì cũng phát nguyện sanh cực lạc. À. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăn nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. À, mỗi người chúng ta luôn luôn phát nguyện đời này niệm Phật để vãng sanh. Từ người sống tới người mất, hay quán thân trái chủ đi theo chúng ta, cũng nên phát nguyện buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ để mà niệm Phật vãng sanh nghe quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh,
đồng sanh về tịnh độ. À, chúng ta mỗi tuần thứ bảy chúng ta có tổ chức cộng tu, quý Phật tử khắp nơi chúng ta cũng về đây tu tập. Cái công đức của toàn thể đại chúng mà mình về đây mình tu tập, nhất là trong dịp tháng 7, nhiều người chúng ta đi đến chùa tu tập đồ mà được nghe pháp, cởi mở tâm tư, được niệm Phật, phóng sanh cũng thiết thực. Cái công đức này rất là lớn. Chúng ta đem công đức này cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, nguyện cho Ngài có sức khỏe. Và chúng ta đem công đức này hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị. Nguyện mọi người đều nghe được Phật pháp, tiếp nhận Phật pháp, biết niệm Phật tu hành để cầu sanh về thế giới cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi về nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức, những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư vị. Nguyện cho tất cả chư vị hương linh thần thức được tỉnh táo sáng suốt, được nghe pháp, phát tâm niệm Phật, đưa một bộ nguyện niệm Phật và buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ để cầu sanh về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí như cung, tự thực biến thập phương những tiết Phật tự công, nguyện dị tự công đức vô cập những tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngà kim tí như cung, tự thực biến thập phương những tiết hữu tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết cô hồn công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, từ bi tiếp độ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, hay từ Đại Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Chúng ta nghe Phật pháp rồi quý vị tập ăn chay từ từ và phát tâm ăn chay trường. Vì nhớ là những người mà đến cuộc đời này bệnh đau chết yểu đồ này kia đó, đa phần là do từ cái nghiệp sát sanh mà ra đó. Nên khi mình bệnh đau ung thư bệnh này bệnh kia, quý vị nên phát tâm ăn chay trường mà còn phóng sanh. Nên cái công đức phóng sanh nó hóa giải cái bệnh, và công đức phóng sanh nó giúp cho mình bình an và giúp cho con người này họ tỉnh táo dữ lắm. Nó tại vì mình giúp cho những chúng sanh này nó được tự tại, nó bay ra khỏi chim lòng cá chậu nên mình sẽ được bình an. Nên đó gọi là tu hạnh vô ý thí. Nên chúng ta nghe đạo rồi, dù con ruồi, con muỗi, con kiến mình không dám giết, mình dạy con cháu mình vậy thì sau này cái phúc báo đó con cháu mình nó thành đạt dữ lắm, phải nhớ nghe. Nên bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay để thả chim. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha.